Khôi phục địa cầu qua những việc làm có tính xây dựng. Phần 2. Ngày 4 và 25 tháng 12 năm 2007. Kính chào sư phụ. Chào, con đến từ Cape Town, Nam Phi Châu. Chào mừng. Cảm ơn sư phụ. Xin chia sẻ với sư phụ và mọi người. Khi chúng con bắt đầu phát tờ truyền đơn lối sống mới, chúng con bị nhiều người thù ghét. Kẻ thù. Dạ, tại sao? Trong nước con có rất nhiều chủ trại. Người ta thích ăn thịt nướng này nọ. Hiểu rồi. Trời ơi, chúng con vẫn kiên trì. Không dễ, nhưng chúng con tiếp tục việc đó, bất chấp người ta lấy ra truyền đơn mà chúng con gắn trên xe hay bất cứ gì. Năm đầu tiên hình như không có gì xảy ra. Nhưng năm nay có một chuyện nghe có vẻ tầm thường. Nhưng có một đại hội điện ảnh được tổ chức bởi đoàn thể quyền lợi thú vật. Và không có nhiều người tới. Nhưng có những người quan tâm. Và họ quan tâm nhất là về việc săn bắn ở Nam Phi nữa. Nhưng như mọi cái khác, cái gì cũng tới lúc của nó. Hình như sự việc đang chuyển biến bởi vì chúng con. Vào ngày 11 tháng 12, có một bài báo trong trang giữa của tờ Cape Argus. Có người viết về mùa tinh lành, hòa bình và tình thương cho tất cả mọi người, ngoại trừ các bạn thú, vì người ta vẫn có khuynh hướng ăn thịt vào mùa lễ Giáng sinh. Và người đó muốn công chúng biết. Cũng hay là có được một lá thư gửi cho tòa soạn mà in như vậy, mà trước đó, hồi trước không bao giờ họ in như vậy. Không có, đúng thế. Vậy quý vị tự mình viết cho các nhà báo xem sao. Viết cho bất cứ ai. Có thể họ bỏ vào sọt rác, nhưng cũng có thể họ đọc rồi đăng lên. Tất cả quý vị có thể viết gửi cho những tờ báo khác nhau, nói lên ý kiến của mình nha. Chịu không? Ngoại trừ ý nói là ngoài việc phát tờ truyền đơn lối sống mới mà chúng ta đang làm, hay là việc truyền hình của thần sư, chúng ta cũng viết cho báo chí như là gửi cho ký giả, phụ trách một gì đó, có thể quý vị kiếm được tiền thành ký giả luôn, viết đâu đó. Chắc chắn quý vị diễn tả rất giỏi vì quý vị viết từ tấm lòng. Không nhất thiết là phải có tài viết, nhưng có tài viết thì cũng đỡ, dù sao họ cũng sửa chữa mà. Vậy thì viết đi nhé, ý kiến hay. Chịu không? Chồng con và con năm nay được người ta gọi cho xuất hiện trên một chương trình truyền hình quốc gia. Chúng con quyết định nói về việc ăn chay và thêm vào pháp thiền quán âm như là một lối sống, vì người ta có khuynh hướng sợ sệt đôi chút khi họ thấy nó giống như tôn giáo. Giống như gì? Giống như tôn giáo. Và con chó của chúng con là chó bạc xe Đức. Nó ăn chay gần 2 năm rưỡi nay. Tự nó quyết định. Còn cho nó ăn bắp ngô giả làm cục xương. Và bữa hôm người ta đến quay phim, con chó cũng ở ngoài vườn với chúng con. Và người chụp hình quay một đoạn phim trong lúc nó ăn bắp ngô. Nó ăn rất là thứ tự. Bắt đầu từ một bên, rồi ăn sang đầu bên kia. Xong rồi nó dùng bàn chân, nó quay sang mặt kia, ăn từng hàng. Nó ăn như vậy. Rồi họ chiếu trên truyền hình. Cha. Và cái ngày mà ước gì mình có đoạn phim đó nhỉ? Con hỏi họ được không để chiếu lên truyền hình vô thần sư? Con sẽ xin đoạn phim đó. Tốt lắm. Con thấy thật là hay. Người nói chương trình cuối cùng nói, nếu chó làm được thì tại sao chúng ta không làm được? Cha, chúng con không biết chương trình này kết quả gì không. Nhưng chúng con gặp những người vòng quanh tỉnh Cape Town. Họ cảm thấy phấn khởi trước một con chó ăn chay. Hơn nữa, cũng vì người nói chương trình cuối cùng nói rằng, nếu chó làm được, tại sao chúng ta không làm được? Tại sao không làm được? Wow, nhiều người nói. Tại sao? Cô phải cho chúng tôi biết người nói chương trình đó và chương trình đó. Chúng ta muốn cảm ơn họ trên truyền hình. Dạ, có đưa chưa? Dạ chưa. Quý vị nhiều người có thấy chuyện này mà không chịu đưa ra. Chúng con không biết nó lên truyền hình lúc nào.
Con không được coi. À, thôi được rồi, con sẽ ráng. Tôi liên lạc với họ, hỏi họ coi mình có mang họ trên TV của mình được không. Và xin đoạn phim đó để nữa chiếu lên TV của mình. Dạ, ok. Ít nhất cũng cảm ơn họ. Quý vị biết chúng ta cảm ơn không biết bao nhiêu là ký giả trên TV của chúng ta, nhiều lắm, danh sách cứ còn hoài. Ờ, đó là lối sống mới. Sau đó quảng cáo truyền hình vô thượng sư. Hai lần đầu chúng con quảng cáo hồi tháng 12 năm ngoái, không thấy có đáp ứng gì cả. Và lần nữa quảng cáo mới. Chúng con in truyền đơn và đi phát. Và quảng cáo nữa. Vậy hả? Lần sau này, hình như thời điểm đến một lần nữa cho người ta nhận thông điệp. À, họ thay đổi. Dạ. Có những người, thậm chí có một ông già 85 tuổi ở Pretoria, gần Johannesburg. Ông gọi điện thoại tới, ông không mở đài được, cảm thấy nóng ruột quá. Con nhờ một anh đồng tu sống gần đó tới giúp. Ông già vui quá. Khi ông đã mở đài được, wow, thấy như đất nước chúng con hơi chậm chạp một chút, nhưng đâu phải chỉ có mình quốc gia cô. Quá chậm đối với chị hai, nếu quý vị hỏi. Dù sao, chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn. Chúng ta chỉ có thể ráng hết sức mình và kiên nhẫn, thế thôi, đúng không? Chúng ta làm vì phải làm. Không còn cách nào khác để cứu địa cầu. Chúng ta phải làm vì chúng ta sống trên cầu này, đúng không? Thật ra là cũng cho người khác luôn, hiểu không? Đối với chúng ta, chết không sao. Chúng ta biết mình sẽ đi đâu rồi, cho người ngoài thôi, họ chưa có tỉnh ngộ. Cho nên cũng tốt là họ sống thêm chút nữa, tới khi họ biết thêm về truyền hình của thượng sư, hay là về giáo lý chân chính, hay là ăn chay, để đẳng cấp của họ lên cao hơn, hiểu chưa? Có thể thế giới sẽ được cứu. Ok. Cũng có một anh kia trẻ tuổi, sống ở vùng biển phía đông thành phố Cáp và không có phương tiện di chuyển. Nhưng vô tình anh ta thấy truyền hình vô thượng sư và anh ta gọi điện thoại đến muốn tìm hiểu thêm. Thì con nói anh vào mạng đọc. Nhưng con cũng nói nếu anh có dịp đến Cape Town thì có thể chúng ta sẽ gặp nhau. Hai tuần sau anh tới Cape Town. Chúng con gặp nhau. Anh đi xe buýt suốt từ Amherst, chỗ anh ở. Bao xa mấy tiếng xe buýt? Hả? Đi xe buýt 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi thôi. Dạ, có lẽ 120 cây số. Ồ, xa, vậy là xa. Dạ. 120, vậy chắc là 2 tiếng, xe buýt không đi nhanh được vậy. Cũng lạ là nó đi nhanh vì anh ta gọi con khi anh ta lên xe và anh ta khi xuống xe. Vậy là chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi. 1 tiếng rưỡi, dạ. Ồ, chắc vì em xui, dạ. Cho nên... Vậy cô gặp ông già đó. Thưa không, người này trẻ, người trẻ hơn. Ok, rồi sao nữa? Con cho anh vài cuốn sách và bản tin và tài liệu về sư phụ. Cô làm giỏi lắm. Anh nói là chắc chắn anh suốt đời anh tìm kiếm. Mới đầu anh không biết tìm chỗ nào. À, và anh mừng quá vô tình kiếm được chương trình truyền hình này. Và đó là lúc con nghĩ đang có lời pháp cam lộ. Thì sư phụ rõ ràng đang nói về tu hành khai ngộ này nọ, khiến cho anh ta chú ý lắng nghe. Rồi từ đó về sau anh mê luôn. Không có gì là vô tình, đúng không? Dạ đúng. Chúng ta cho một cơ hội may mắn. Chúng ta ra ngoài cho họ biết là cơ hội đang có đó, muốn nắm hay không. Như hồi nãy cô nói rằng năm trước, năm đầu tiên dường như không chuyện gì xảy ra. Không phải đâu, cô đang gieo hạt, đang trồng thôi. Thì bây giờ cô đang hái một ít. Không có gì là không có xảy ra, nó đang xảy ra. Nhưng nó cần thời gian để nảy mầm. Thành ra năm đầu cô làm không phải là phí về giờ. Không, không, nó đang ảnh hưởng. Một số đồng tu hay nản chí. Con đang khuyến khích nói họ, hãy tiếp tục, dù thấy giống như không làm gì cả, cứ tiếp tục. À, phải rồi, nhân tiện cũng là làm cho quý vị. Hiểu không? Việc của quý vị là cứ ngồi trong tiệm, khách hàng tới hay không tới, quý vị vẫn lãnh lương như thường. Sao lại cười?
Đúng vậy. Cho nên mình vẫn cứ làm, nếu không phải cho người khác, tối thiểu cũng là cho chính mình. Quý vị làm gì đấy? Quý vị tưởng ngồi thiền như vậy mỗi ngày là được gì đó hay sao? Đây cũng là cơ hội cho quý vị phát triển, khai mở tình thương và lòng nhân nữa. Nói cho ngay, khi bắt đầu làm việc gì thì lúc nào cũng khó. Nhưng phải mừng là sau một năm thôi mà mọi thứ thay đổi. Có điều là đôi khi người ta lấy, người ta không luôn luôn hưởng ứng liền. Họ mang về đọc. Có khi họ lấy tấm giấy quý vị gắn trên xe, nhưng có thể sau đó họ dừng lại coi thử. Họ nghĩ, thôi được, mình sẽ nghĩ sao. Hay là họ vô tình đem về nhà, rồi con trai, con gái hay vợ họ cầm lên, nhìn. Hay là bạn gái, bất cứ ai. Sao cũng được, nhưng mình cứ làm nha. Sau đó nó sẽ kết quả. Quý vị trồng một cây táo bao lâu mới có trái? Mà quý vị muốn trồng hạt giống của Thượng Đế. Trời ơi, chị hai làm việc biết bao nhiêu năm rồi, mà bao nhiêu người tới và bao nhiêu người đi. Nhiều người tới nghe thuyết pháp và nhiều người tới thọ pháp. Nhưng đâu có bao nhiêu người ở lại. Nhưng nó có đó, hạt giống đã gieo. Đôi khi có điều kiện tốt thì nó mới lớn nhanh. Đôi khi lớn chậm hơn. Táo có khi mình trồng ngoài vườn, tưới nước mỗi ngày, chăm sóc đàng hoàng, cẩn thận cắt cỏ, nó mọc lớn mạnh. Nhưng có táo mình trồng, có thể gió thổi vào góc nào đó, mọc chung với mấy bụi gai này nọ, phải mất một thời gian lâu. Có thể mọc không lớn. Ok. Điều mà con thấy khá hay đó là bố con 80 tuổi, chuyên môn ăn thịt. Từ hồi tháng 4 năm nay, bố con ăn chay ngày càng nhiều. Trời ơi, sao được vậy? Ông ăn thịt không thấy ngon nữa. Thịt, à. Bố con bị sụt ký, không chịu ăn. Coi như là sẵn sàng chết. Bố con không thấy sống nữa. Con săn sóc bố con lâu lắm, cho ông đồ ăn ngon lành. Bố con rất thích. Ông dọn hết thịt trong tủ lạnh và bây giờ ông ăn vậy thôi. Chà, 80 tuổi khó thay đổi lắm. Dạ đúng, khó thay đổi. Trời ơi, thấy không, hiệu nghiệm đấy chứ. Có điều nó quá chậm đó với cô. Chúng ta cùng thuyền. Chị hai còn nôn nóng hơn, nhưng biết làm sao. Nói về chuyện này thì mình vui vẻ một chút. Nhưng ở nhà chị hai nghĩ tới súc vật đang đau khổ, cách mà người ta giết nó. Trời ơi, nhiều khi chị hai chỉ muốn hét lên. Nhiều khi buồn não ruột. Không sao, sống chết gì cũng được. Nhưng cách súc vật bị chết, cách con người đối với súc vật nhiều khi quá ư là tàn nhẫn, vô nhân đạo. Tại vì súc vật, nhiều khi súc vật không có ngại chết cho con người. Như có nhiều chuyện về Đức Phật, khi Ngài làm thân con nai hay làm thân cá hay gì đó, có khi Ngài hiến mạng cho người ta ăn thịt, cho sinh vật khác để tiếp tục sống. Súc vật không màng chuyện đó, có điều cách chúng ta đối đãi với súc vật quá tàn nhẫn. Không những lấy thịt nó mà còn giết một cách vô nhân đạo, ác nghiệt, khủng hoảng thật. Ý chị hai là như vậy. Bởi vì sống chết không có nghĩa nhiều đối với súc vật. Thật thế, đối với chúng ta cũng vậy, đúng không? Dù súc vật chống chọi cũng chỉ là tâm óc của nó thôi. Nó không màng. Sống chết là điều tự nhiên ở đời này. Nhưng mà tàn nhẫn quá đi, khủng khiếp quá. Đó mới là cái làm tôi bực kinh khủng. Tôi phải ráng đóng lại, nếu không cứ nghĩ tới mấy chuyện này, chắc chị hai muốn đi khỏi thế giới này luôn. Không chịu nổi. Nhưng nếu tôi đi còn tệ hơn cho thú vật. Nên tôi phải ở lại, dù bao nhiêu đau khổ chị hai cảm thấy vì thú vật, chị hai vẫn phải ở lại. Đâu phải vì quý vị thôi, phải không? Mà vì tất cả mọi người, thú vật này nọ. Chúng ta phải thăng hoa tâm thức thế giới này, để mấy chuyện này đừng có xảy ra nữa. Sẽ được, sẽ tốt hơn, nó sẽ tốt hơn. Có điều quá chậm đối với mình. Ước gì nó xảy ra hôm qua rồi. Tôi biết.
Nhưng quý vị đang làm tốt lắm. Quý vị đang cố gắng sức và giỏi lắm. Làm ơn nói với mọi người, anh chị em quý vị ở nhà, tất cả quý vị về hãy chuyển tình thương, lòng biết ơn của chị hai cho họ và hoan hô. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tôi ước gì... À, không có chi. Chị hai làm vậy là vì chị hai thương. Thương cho loài người, quá nhiều thất vọng, quá nhiều chậm chạp, quá nhiều bạc đãi, hiểu lầm nữa, bao nhiêu năm nay, chồng chất lên người chị hai, nhưng chị hai vẫn tin tưởng loài người. Tại sao? Vì chị hai biết họ tốt, chị hai biết loài người tốt, họ lầm đường lạc lối, bị dạy sai đường thôi, có hiểu không? Chỉ dẫn bậy bạ từ thế hệ này sang thế hệ kia, người mù dẫn người mù. Một số người kêu bằng lãnh đạo tôn giáo, họ chẳng có dẫn đường đi đâu hết. Có người còn dẫn sai chết luôn. Thành ra làm sao mình có thể trách loài người? Loài người tuyệt vọng rồi. Nhiều khi sống trong cái thế giới này rất khó. Quá nhiều đau khổ, quá nhiều tranh đấu, dằn vặt. Loài người sống cuộc đời mà họ đang sống này rất nhiều đau khổ. Phải làm lụng ghê gớm, dữ dội mới sống nổi. Chỉ để mà tồn tại, hiểu không? Làm việc để chống lại đủ thứ bệnh tật, hành chánh, hạn chế, lại còn vấn đề gia đình và những khổ sở về thể xác, đủ thứ. Chỉ để ở trong cái thế giới này. Cho nên họ đang khát khao một cái gì đó cao hơn, thấy không? Họ tìm kiếm chỗ nào đó để được câu trả lời. Họ đến các nhà lãnh đạo tôn giáo, tin là mấy người này biết câu trả lời, nhưng họ không biết. Không những không trả lời đúng, mà còn trả lời sai nữa. Cho nên người ta cứ tin như vậy, người mù dẫn người mù. Rồi cả hai cùng té. Bởi vậy mà tôi vẫn phải làm việc dù chuyện gì sẽ đến cho tôi. Dù con người có làm gì chị hai, cũng không thể chặn chị hai làm những gì tốt cho họ và cho thú vật nữa. Vì tôi biết họ chỉ là nạn nhân thôi, hiểu không? À, họ chỉ là nạn nhân thôi. Dù họ có phỉ báng tôi, hiểu lầm tôi, hay là hạ nhục ngay cả giết tôi, cũng chỉ là một sự hiểu lầm. Họ không biết tôi. Vì họ từ đó giờ bị dạy sai lầm, chúng ta chỉ cần sửa lại. Phải giúp họ bất cứ cách nào mình giúp được. Dù cho một người tỉnh ngộ được cũng là tốt lắm rồi. Nếu quý vị giúp một người tâm ấn, vì họ tự ngộ ra, tự họ muốn, cái đó họ coi như quý vị thành công rồi đó, hiểu không? Đừng đòi hỏi mình nhiều quá. Nhưng nếu được 2, 3, 2, 4 người, dĩ nhiên quý vị là anh hùng. Và chị hai rất thích. Nhưng nếu quý vị chỉ làm được một người quay đầu lại thôi, cũng là giúp cho không biết bao nhiêu sinh mạng, 5, 6, 7, 8, 9 đời. Trong trường hợp tôi là nói 9 đời, ok. Phần đông là 5, nhưng cái này là 9, 9 đời, ok. Xong rồi 9 đời đó sẽ giúp những người khác, vì nó dây chuyền rất lớn. Rồi quý vị cứu được bao nhiêu thú vật nữa, vì người đó đã chuyển sang ăn chay. Hiểu không? Dạ. Công việc quý vị đang làm bây giờ là tốt. Chị hai rất hãnh diện với quý vị và rất cảm ơn. Chị hai rất cảm ơn. Quý vị cảm ơn tôi, nhưng tôi cảm ơn quý vị. À, đúng vậy đó, tôi cũng biết ơn quý vị. Dù quý vị làm những việc đó là tốt cho quý vị, nhưng chị hai vô cùng biết ơn, hiểu không? Bây giờ vỗ tay cho quý vị được rồi. Quý vị muốn nói nữa thì nói. À, người đàn ông. Con đến từ Seattle, tiểu bang Washington. À, gia đình con mở tiệm chay cách đây khoảng 10 năm. Sau đó dọn tới Redmond, chỗ có hãng Microsoft. Vì chúng con ở khu vực đó, nên Microsoft mời chúng con mở hai chỗ cung cấp thức ăn trong đó, phục vụ đồ chay bên trong building của Microsoft. Dạ vâng. Ồ, tuyệt vời, đồ chai luôn. Chà, họ biết. Rồi mời. Wow. Và họ đặc biệt nói rằng các ông các bà phải tới đó vì không có đồ chai. Ở quanh đó, ok. Không có tiệm ăn nào đó nấu chai. Toán của chúng con rất giỏi. Chúng con nấu ăn trong tiệm của chúng con. Sau đó chở đến Microsoft và phục vụ ở đó. Chở ra đó hả?
Chúng con mang đồ ăn nấu rồi chở đến chỗ Microsoft và phục vụ cho họ đó. Quý vị nấu nhà rồi mang đến đó. Chúng con nấu trong tiệm chúng con. Bao xa? Dạ khoảng 50 phút cách đó. Còn đến ở nào? Ok, cũng như giờ đồ ăn vậy mà hả? Tốt, ok, rồi sao? Tốt là ngay cả người ở đó họ có muốn món chay. Tốt. Rồi tiệm đó gì phát triển đêm, luôn luôn có thêm khách hàng. Hoan hô, chúc mừng ha. Thấy chưa, nhà hàng đâu phải chỉ là nhà hàng. À, chị hai có nghe không sao, quý vị nhặt lên. À, tốt. Thấy rất là phấn khởi. À, đúng vậy. Cho nên hy vọng có thêm nhiều người, nhiều hội cũng làm như vậy. À, sẽ như vậy. Có điều chậm quá, dĩ nhiên, chứ ai biết rồi. Ngay cả người của Microsoft, đầu óc khoa học mà cũng thích đồ chay. Vậy là tốt ha. Bây giờ khoa học gia, bạn chay, ý nói tâm linh. Hai cái bây giờ đi đâu với nhau, bây giờ là khuynh hướng rồi. Cưng ơi, mốt rồi, nói cái gì hay, ăn chay là mốt rồi. Tốt, tốt. Chị hai rất vui, giỏi lắm. Ráng nấu ngon với tình thương nha. Tập trung vào chuyện nấu ăn. Rồi, gì nữa? Một đệ tử khác cũng ở nhà hàng chay. Trong khu quốc tế, trong phố Tàu. À, con nghĩ họ cảm thấy cực khổ. Vì mất rất nhiều thời gian mà không có giờ thiền. Họ không có thời giờ ở lại trung tâm. Cầm tu xong là họ phải chạy vội về phục vụ đồ ăn. Nên họ đang có ý muốn bán nhà hàng hay có thể đổi nó thành tiệm bán đồ ăn liền. Vậy cũng được, cái nào cũng được. Hay là một nửa đồ ăn liền, một nửa nhà hàng thường. Thì không phải cực quá. Hay là mướn thêm người, hiểu không? Nhưng mướn người khó lắm. Không được, khó lắm. Vì cũng phải nấu với tình thương, lòng cống hiến. Chứ đâu phải chỉ có đồ ăn thôi, người ta nếm thấy đó. À, thì mướn đồng tu hay là thay phiên. Chúng con ráng khuyến khích họ, giúp họ. Để họ tiếp tục. À, mở nhà hàng nhiệm vụ quá nhiều. À, chị hai biết. Vậy làm đồ ăn liền có lẽ tốt hơn. Cũng vậy thôi, cũng vậy, đồ ăn nấu sẵn. Để tờ truyền đơn trong đó. Hay là in truyền đơn trên cái hộp. Hay để truyền đơn bất cứ chỗ nào, cứ làm gì được thì làm. Không cần phải nhà hàng sang, hiểu không? Làm cái gì mà đến tay được nhiều người mà cũng thuận tiện cho quý vị nữa đó. Không thể giết mình vì người khác. Quý vị phải giữ quân bình, hiểu không? Nếu đồ ăn liền tốt hơn cho họ thì làm. Sao không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có chi. Để đòi ba cái bàn, người ta vô ăn rồi đi. Khỏi cần kiểu cách, biết sao không? Nhà hàng kiểu cọ cực lắm. Phải có khăn bàn, khăn ăn đủ thứ. Mất công nhiều việc hơn. Thì quý vị nhập hai loại giống như nhà hàng nhưng không cần khăn bàn. Thì khỏi cái giặt giũ ủi này kia, nhiều việc hơn. Người ta ngồi lâu hơn. Nhà hàng chay rẻ lắm, đồ ăn không đắt tiền. Nên mình không thể trang trải cả khăn bàn đủ thứ này kia. Vậy mình làm giản dị tốt hơn, hiểu không? Người ta ăn vô, người ta cảm thấy đồ ăn ngon. Quý vị biết làm sao không? Không cần phải trình bày kiểu cách cho nó trông ngon. Chỉ cần vài cái cây cảnh, mấy cái cây nhỏ nhỏ xả xuống hay vài cái cây trong góc. Rồi bàn thì làm thứ dễ lao. Nhưng đừng có dùng loại rẻ quá. Rẻ quá thì lại phải phủ khăn, đó mới là vấn đề. Quý vị phải tốn tiền thêm để phủ khăn bàn. Hoặc phải tự làm lấy. Nên mất thời gian nhiều hơn, tốn thời giờ nhiều lắm. Nhưng nếu bàn ăn thôi thì chỉ cần lao. Dùng loại giống như là mấy tấm trải của Nhật nho nhỏ. Để trên bàn trong kiểu cách nhã nhặn, một cái hoa hay một ngọn nến. Là thấy giống như nhà hàng sang, mộc mạc. Quý vị có thể làm một nhà hàng đẹp nhưng mộc mạc, giản dị hoặc là kiểu thôn quê, cái gì đó tươi mát. Để khỏi cần phải trải khăn nhiều, vì mấy thứ này đắt lắm. Ngày nào cũng phủ, mỗi lần phủ thay khăn cả chục lần, tốn nhiều tiền lắm. Phải bảo trì cảnh trí dữ lắm. Làm mất tài nguyên cho môi sinh nữa.
hiểu không? Vì phải giặt giũ, tẩy rửa này nọ, mấy thứ này không tốt. Dù dùng giấy đi nữa cũng tốn kém rất nhiều tài nguyên, cây cối. Nên mình cứ dùng bàn đơn sơ mộc mạc, cái gì mình làm được, lao nó lẹ. Họ có thể ngồi đó nhưng ít ra mình cũng không có mất công giặt than bàn này nọ, hiểu không? Cho họ cái nến buổi tối trong thơ mộng. Nến không tốn bao nhiêu, có những loại nến cháy lâu, hiểu không? Thưa sư phụ có nghĩ rằng đệ tử hay người khác, khi họ mở nhà hàng, họ bị thiếu thiền, họ vẫn tiến bộ bằng cách phục vụ đồ ăn không? Có, dĩ nhiên là cũng tiến bộ. Bằng hay nhanh hơn à? Tương tự, nhưng cũng còn tùy vào lòng thành của họ nữa, phải không? Chứ đừng bảo nương vào nhà hàng rồi nói, ok, tôi phục vụ công chúng, tôi không cần thiền. Đây là không được. Ok. Họ muốn, nhưng họ không có thời giờ để mà phải kiếm thời giờ, phải sắp xếp việc nhà hàng để mà có thể vừa phục vụ vừa có giờ thiền. Luôn luôn có cách, hiểu không? Đừng nhượng bộ mấy đòi hỏi bên ngoài. Quý vị cũng phải làm chủ hoàn cảnh, vì quý vị là người mở nhà hàng, quý vị quyết định, hiểu không? Vậy con phải khuyến khích họ làm vậy, vì họ cứ nói họ mệt quá không thiền được. Con nói anh chị phải kiếm thời giờ cho chính mình, họ phải sắp xếp cách làm việc và tổ chức đàng hoàng. À, quý vị làm việc cũng mệt mỏi, nhưng quý vị phải biết sắp xếp. Một ngày nghỉ, hai ngày nghỉ và nghỉ hẳn. Mấy ngày đó phải thiền nhiều hơn. Ví dụ vậy, hay là tổ chức như chị hay nói, hệ thống bớt phức tạp cho nhà hàng. Đừng có bắt chước nhà hàng thượng hạng hay gì đó. Cứ làm mộc mạc, kiểu miền quê. Bàn không trải gì hết. Miền quê nhiều khi họ dùng chén dĩa rẻ hơn. Rồi làm thật là sơ sài. Để đồ ăn trong tô lớn, dĩa lớn, đơn sơ, dễ rửa. Đừng xài mấy đồ sứ kiểu cọ, dễ bể. Muốn lao cũng không được vì nó mỏng manh quá. Mấy thứ đó mình phải từ chối liền, hiểu không? Cảm ơn sư phụ. Làm giống như nhà quý vị, ngon lành, giản tiện. Người ta sẽ tới hoài. Vì nói cho ngay, đa số người đi ăn là vì bữa đó họ không muốn nấu ở nhà, họ mệt mỏi, chỉ muốn có cái gì đó ngon lành. Không nhất thiết là phải khăn bàn trao chuốt phức tạp, mà chỉ cần một cái gì khác lạ, một cái gì để thay đổi không khí. Chỉ cần ngọn nến nhỏ nhỏ để đó, một cái bàn không trải khăn nhưng dễ chịu, hiểu không? Dùng mấy miếng lót trên chỗ ăn, rồi dùng qua dùng lại. Chỉ cần lau đi là sạch. Quý vị không cần dùng mấy khăn trải này, rất đắt tiền mà đã mất thời giờ, tài nguyên. Rửa tốn điện, nước, không tốt, không. Ok, phải sắp xếp gì giản tiện nhất, nhưng đồ ăn phải ngon lành. Bên đâu là Việt Nam, họ chị hai còn đi học, có một nhà hàng. Trời ơi, trong bề bộn lắm, nấu gì hay. Không hợp luôn chị hai, bề bộn lắm. Bước vào là thấy khăn giấy rơi tùm lum dưới đất. Họ không có thời giờ để mà dọn nhà cho kịp, vì khách cứ vào tấp nập. Biết tại sao không? Đồ ăn quá ngon. Bề bộn nhưng ngon tới nỗi ai cũng tới. Bởi vậy họ mới không có thời giờ dọn nhà kịp. Bàn thì giống như thời nhà Thanh, cũ rít cũ mềm, gần một nét rồi. Sàn nhà thì mòn vì người ta ra vào. Gạch thì lỗ lung tung vì người ra vào nhiều quá. Trông cũ rít, không kiểu cọ, không sạch sẽ, vì khăn giấy lung tung dưới sàn nữa. Người ta dẫm lên đi vào chỗ nào ngồi được thì ngồi. Họ ngồi chung bàn nữa. Chén dĩa thì nứt mẻ, cũ. Cái muỗng nào cũng mòn. Mà ai cũng vô ra ăn. Vì đông khách quá, họ lại bán rẻ nữa. Càng rẻ càng đông khách. Càng đông khách càng rẻ, càng nổi tiếng. Người ta đứng xếp hàng bên ngoài chờ có bàn. Bàn dở ẹt như vậy đó. À, đồ ăn ngon rất quan trọng. Quý vị đi ăn ngoài, quý vị thích gì hơn?
Khang bạn đẹp hay đồ ăn ngon? Đồ ăn ngon nếu mà hỏi như vậy phải không? Đồ ăn ngon khó kiếm, ráng học hỏi nhiều về cách thức nấu ăn và nấu những món thật ngon, hiểu không? Những thứ thật ngon. Bàn ghế này nọ cũng được, có tiền thì tốt. Nếu không có, đó chỉ là quan trọng thứ nhì thôi, hiểu không? Đỡ rất nhiều tiền và thời giờ. Vì nói cho ngay, mở nhà mình cũng muốn kiếm tiền chứ, phải không? Hay quý vị muốn làm từ thiện thôi, nói nghe. Vậy mở trung tâm vô gia cư cho rồi, hiểu không? Chúng ta cũng phải kiếm tiền, mình cần tiền đi bế quan, cần tiền trả máy bay, cần tiền nuôi con cái, trả tiền nhà cửa, tiền xe hơi. Chúng ta cần tiền, ok. Thành ra chúng ta tiết kiệm tiền nhưng làm nhanh và ngon, ok. Không cần phải thức ăn nhanh như McDonald's, nhưng giống như cái tiệm nhỏ, nhanh một nửa. Ở khoảng giữa, nhà hàng tốt, ấm cúng, đơn sơ nhưng mà ngon. Ngon, ngon, đồ ăn ngon, hiểu không? Đừng có làm rắc rối kiểu cọ mấy thứ vớ vẩn. Cứ đồ ăn ngon, đơn giản mà ngon, hiểu không? Mấy món lâu lắc mà không ngon thì đừng có làm chi mất công, vì cái thời giờ lâu lắc mình bỏ vô đó, cuối cùng không còn ngon nữa, hiểu không? Giống như chết, cầm lên cầm xuống nhiều quá, cho nên cứ làm mấy món giản dị, ok. Gì nữa không? À, nói đi. Chào sư phụ. Chào. Chúc mừng Giáng sinh. Chúc mừng Giáng sinh tiếng mồ rồi nha. À, mừng Giáng sinh, ok. Xin lỗi sư phụ, con không biết tiếng Anh. À, nói tiếng Bồ Đào Nha, tốt. Và nhưng chồng con nói tiếng Tây Ban Nha. À, vậy thì hai người dịch cho nhau nghe. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Ai dịch Bồ Đào Nha? Tây Ban Nha, Tây Ban Nha thôi. Vậy cô nói Bồ Đào Nha, anh kia dịch sang Tây Ban Nha, anh này dịch sang Anh ngữ. À, vui quá. À, ok. Nós somos do centro de Goiânia, Brasil. E estamos Bà Tây, chà, 36 tiếng đồng hồ hả? Dạ. Đường xa. Chúng con từ trung tâm ở Bà Tây, chúng con rất vui mừng có mặt ở đây. Chúng con xin hát một điệp khúc. Bài hát tình thương cho sư phụ, tình mẹ, tình cha của sư phụ yêu mến của chúng con. À, chị hai hiểu. Chúng con là nhóm đồng tu từ Bà Tây. Chúng con đến từ một thành phố Bà Tây. Rất vui mừng có mặt ở đây. Chúng con xin hát một bài sáng tác kính dâng sư phụ. They come in from Brazil and they're very happy to be here with you and they also like to they also like to read you a little phrase from a song that they've written for you. Amor de madre. Amor, amor de madre. Mother, love. Yeah. Yeah, okay. Love. Tình yeah. Mẹ. Father's, father's love. Tình cha. Madrecita. Love of my little mother. Tình thương gửi người mẹ bé nhỏ của tôi. Sư phụ kính yêu của con. Que nos enseña todo día. That teaches us every day. Dạy chúng con mỗi ngày. Cómo tornar este mundo mejor todo cada día. How to turn the world around into cải biến thế giới này thành tốt đẹp hơn. Thưa sư phụ, chúng con là một nhóm nhỏ. Cảm ơn quý vị. Thưa sư phụ nhiều lắm. Bây giờ nói tiếng Tây Ban Nha hả? Just a little group. But we have a lot of love, yeah. But we have a lot of love, yeah. For you, yeah. In Goiânia Center, I speak Portuguese. My husband speaks Spanish, and my daughter speaks English. Oh. Mini United Nations. Yeah, very good. Nós outros temos feito alguns culinárias for the Supremaster Television. E há uma irmã que há 8 meses. Just say that. She just said that they made some. Chị ấy nói rằng họ làm mấy chương trình nấu ăn cho truyền hình vô tình sư. Chị ấy nói rằng họ làm mấy chương trình nấu ăn cho truyền hình vô tình sư.
Có một chị đồng tu mới thọ Pháp khoảng 8 tháng trước. Chị cũng như là nhạc sĩ từ khi thọ Pháp. Chị như là tình thương dân tràn, sáng tác dễ lắm này kia. À, nhiều cảm hứng hơn. É que quando um mensageiro Coim estuve na iniciação há 8 meses, temos uma perita e ele disse que ele estava meditando e nós outros não sabíamos disso. Kỳ rồi, sứ giả quán âm ở đó khoảng 8 tháng trước. Họ có một con chó nhỏ, vì sứ giả thấy con chó nhỏ đó giống như là thiền với họ, nhưng mà họ không biết. Từ lần cuối, lần mà sứ giả ở đó, sau khi tâm ấn, con chó nhỏ đó không muốn rời phòng thiền. Nó ngủ ở đó trên cái gối nhỏ. Como se disse, está vendo? Agora você entende que eu posso meditar. Eu medito. Portanto, eu quero uma almohada. Chị ấy nói giống như con chó muốn bảo chị rằng tôi cũng biết thiền. Cho tôi cái nệm, tôi sẽ cho mấy người coi. Dễ thương quá. Nó ở trong tâm thiền tỉnh lại, nhập định. Đồng hồ rèn nó mới tỉnh dậy. Lila, seu nome? Lila é a mascote do centro de Goiânia. Tên nó là Lila, là con chó của họ trong trung tâm. À, một đồng tu của gì hả? One of your fellow brother, huh? It's good. Tốt. Nó ăn chay. Nó cũng ăn chay. She's vegetarian. She's vegetarian too. Tốt lắm. Hay hồ, thấy chưa? Chó còn ăn chay được. Sao chúng ta không ăn được? Nó thích trái cây, rau. À, rau. Nó cũng thích đồ ngọt nữa, kẹo, đủ thứ này nọ. À, đừng cho nó nhiều đồ ngọt quá. Đôi khi chị hai cho chó, chị hai bánh ngọt. Nhưng thường thường là không tốt cho chó lắm. Nhưng thôi được, bầy chó của chị hai cũng được uống thuốc bổ. Nên dù có ăn chút đồ ngọt cũng được thuốc bổ bù lại, không đến nỗi nào. Nhưng đừng có khuyến khích nó ăn nhiều đồ ngọt. Dù nó thích, chó mè đều ngọt, cho cả túi nó cũng ăn hết. Ok. Cảm ơn sư phụ, Đừng cho chó ăn sô-cô-la. As pessoas são muito novas como iniciadas e também pela idade material. Họ nói họ là một gia đình quán âm nhỏ đó, nhưng rất là vui. Và dù họ còn mới, tất cả mọi người đều tốt này nọ, chúc mừng. Obrigado também. Nghĩa là cảm ơn, phải không? Obrigado. Thank you. Yes. Pido disculpas, maestra, por estar tan ansiosa y le pido disculpas también a los hermanos. Pero es que yo primera vez que te conozco personalmente, entonces para mí mi corazón hace pum pum bum bum. Sí, más que eso. Just saying that she's very anxious. Chị ấy nói chị đang run quá, chị đang hồi hộp quá. Lần đầu tiên gặp sư phụ, nên chị muốn xin lỗi nếu chị có hơi quá. Hơi quá gì? Quá mạnh mẽ. Chị nắng ná đây hồi lâu. Được chứ, sao lại không? Cứ ở đây. Chị vui quá. Dĩ nhiên cha cũng vui luôn. Cứ quanh quẩn đây, xin lỗi, không đủ chỗ cho quý vị nắng ná. Mi sueño se cumplió porque yo vengo de un país bien lejano que es Chile. Y lo único que quería que fuera un sueño hecho realidad conocerte y verte. Y la verdad, maestra, que eres más linda de lo que se ve en los DVD y en la foto. She had a dream, that was chị ấy nằm mơ, biết sư phụ và chính chị trông thấy sư phụ. Giấc mơ của chị đã trở thành sự thật và chị nói sư phụ đẹp quá. Đẹp hơn trong DVD và trong ban thâu hành. Chị ấy cảm ơn sư phụ. Trong giấc mơ hả? Dạ, còn đẹp hơn trong giấc mơ. Giấc mơ luôn luôn đẹp hơn.
You're welcome. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Thôi được rồi, cho quý vị đi nghỉ ngơi, ăn uống. Có câu hỏi khẩn cấp nào không? Nếu không, lát nữa chúng ta nói chuyện sau. Es un labrador. Es vegetariano. Todos los días come soya y ensalada. Y cuando le enseñas una fruta, especialmente una manzana, él baila y se pone muy feliz. Nó thích táo hả? Dạ, họ cũng có một con chó lại Labrador. Nó cũng ăn chay. Mỗi lần họ cho nó thấy trái cây, nhất là táo. Con chó nhỏ nó thở hổn hển, nó vui quá. Croquetas de Celestial Shop. Baila y da vueltas y le encantan las croquetas. Khi họ lấy bánh quy nhỏ, bánh quy thiên đường, nó làm giống như là múa, chạy vòng vòng như là Mahasina. Ok, bánh thiên đường, dạ, như là bánh may mắn hả? Dạ, đại khái vậy. Ok. Es muy noble, es muy bueno, y él es muy feliz cuando le damos comida vegetariana y cuando le damos fruta, ensaladas y frutas son su, es su comida favorita. Okay. Con chó này rất cao thượng, hiền lành, vui vẻ và nó rất vui mỗi khi họ cho đồ chay. Đồ chay, đồ ngọt và trái cây, rau sống này nọ. Dĩ nhiên là nó cao thượng. Vì cô cao thượng, chủ nào chó nấy họ nói vậy. Okay. Nó biết. Él enseñó a bailar al perro. He taught the dog how to dance. Oh. Anh ta dạy chó múa. Anh hả? Không phải. Anh này đây. Husband? Chồng. Marito? Yeah. Chồng. Ah. Chồng hả? Okay. Yeah. Okay. He don't say much, huh? No. Anh ta không nói nhiều hả? Dạ không. Good husband. Anh yên lặng quá. Chó ngoan. Chồng tốt. Solo porque no habla inglés, maestro. Tại anh không biết nói tiếng Anh, sư phụ. Because he doesn't speak English. Tại anh không nói tiếng Anh được. Nói Tây Ban Nha cũng được. You want to speak something? No, don't. Không sao, muốn nói gì không? Đừng ép ổng, có thể lát nữa. Yeah. Talking a woman's job. Nói là việc của đàn bà phải không? El único de este problema con él es que se siente deshumano. No sabemos si es un humano que bajó o es uno que va para humano. They don't know if he was a human that. Họ không biết nó là người đầu thai đến hay là nó sắp sửa thành người. Bây giờ nó là chó và nó là thánh nhân. Không cần nói chó hay người. Cái nào cũng vậy thôi, hiểu không? Giống nhau. Thưa sư phụ, khi nó ngủ, nó thích ngủ. Nó vào phòng của nó, đóng cửa lại. Chúng con không biết tại sao. Con chó nhỏ nó vào phòng của nó, tự nó khóa cửa lại. Pushes the door himself and locks. Tự nó đẩy cửa khóa lại. Họ không biết tại sao. Nó mở khóa đi ra. Dạ, nó vô phòng, tự nó khóa cửa lại. Con chó tự nó khóa phòng lấy. Dạ, nó vào giường của nó. Vào căn phòng nhỏ của nó rồi lại cái vậy, rồi nó tự đóng cửa lại. Ok, tại nó muốn thiền một mình, phải không? Chúng con nghĩ vậy. Không cho người khác biết. Chứ gì hả? Dễ thương. Chuyện của chó nói hoài không hết. Ok. Ok. Yeah, I love you too. Chúng con thương sư phụ nhiều lắm. Yeah. Sư phụ biết. Bởi vậy quý vị mới đến đây, phải không? Mấy người điên khùng mới tới đây vì họ đang yêu. Con không biết nói sao vì không biết sư phụ. Không nói được chứ, nhưng mọi người có sao không? Có muốn đi ra không? Chứ hay sợ họ bị vọt bẻ. Để lát nữa đi cưng, lát nữa. Bây giờ mình thay phiên nha. Chị hai ra vô hoài hoài, ok? Cho mọi người đi ra giảng xương giảng cốt một tí. Hôm nay ngày dài, ok? Được rồi, gặp quý vị sau, đừng lo hay bảo trọng. Giữ câu chuyện của cô nha. Câu chuyện này nói về vua Chanak và cách ông đạt chân trí huệ. Trong Thánh Kinh nói rằng, đừng để kho tàng ở trần gian nơi bị sâu bọ rỉ sét phá hoại. The earth, where moth and rust doth corrupt,
And where thieves can break through and và trộm cướp có thể xông vào ăn cắp. Mà hãy cất cho mình kho tàng trên thiên đàng, nơi mà không sao bọ rỉ sét nào có thể phá hoại. Và nơi mà trộm cướp không thể xông vào ăn cắp. Vì của cải của mình ở chỗ nào là tâm mình ở chỗ đó. Dĩ nhiên phải không? Không phải vậy sao? So now, here come. Thì đây là một người có rất nhiều của cải. Who can have more treasure? Ai có nhiều của hơn vua đâu, phải không? Nói nghe, quý vị có nhiều của cải hơn vua không? Người nào? Maybe. Who knows? Có lẽ có hả? Biết đâu đó. Maybe you có thể quý vị không nói thôi. Okay. Okay. Anyway, dẫu sao chúng ta có rất nhiều kho báu mà người giàu họ không biết đó thôi. Dù mình cho họ biết, họ cũng không hiểu. Cho nên mình giữ, đúng không? Chúng ta có kho báu khổng lồ không thể tưởng tượng. Không ai có thể đo được là mình có kho tàng lớn cỡ nào. Không đếm hết được, không đánh số hết được, không thể nào kể ra hết được. Chúng ta giữ hết. Thì anh chàng này đây, chúng ta kêu bằng vua, hoàng thượng. Ông ta là một người đàn ông giống như mọi người. Rồi ông lên làm vua một quốc gia rộng lớn. Cái gì ông cũng có như một vị vua. Và hơn nữa, nhưng trong lòng ông rất cô đơn, vô cùng trống trải. Với tất cả của cải mà ông có, ông vẫn thiếu thốn trong lòng. Với tất cả thức ăn mà ông ăn, vẫn thấy dạ dày trống. Tiếng Trung Hoa người ta nói là bụng bự, nghĩa là hiểu biết nhiều. Bụng bự. Bụng bự nghĩa là có lòng nhẫn nại rất lớn. Phải rồi. Okay. Chị hai có nên nói tiếng Trung Hoa không hay là quý vị hiểu tiếng Anh? Dạ, có hay không? Quý vị muốn ngồi đây khi không hiểu tiếng Trung Hoa à? Tiếu lầm nhỉ? Okay. Có lẽ chị hai nói tiếng Tàu được không? Hay nói tiếng Anh? Let me. Thôi để chị hai xin xăm coi thượng đế nói gì. Okay, I speak Chinese. Okay, nói tiếng Tàu. I don't know really. Thật ra cũng không biết. Tại lâu rồi không có nói tiếng Tàu, chị hai không chắc. Không chắc có dịch nổi hết chỗ này không? Tại vì mình nói tiếng Anh nãy giờ lúc nào cũng tiếng Anh đang xuôi dòng, hiểu không? Tự nhiên đổi không biết nó có xuôi không nữa. Có nên nói tiếng Tàu không? Không, nói tiếng Anh nhé. Cái gì không hiểu, nghe thấy tức cười, thì quý vị cứ cười. Rất là tiện. Ok. Chị hai xin lỗi nha. Quý vị không có đồ nghe tai hả? Không mang theo? Dạ có. Có màng, đeo vô đi chứ, làm ơn. Thành ra ông ta rất, rất là nôn nóng, muốn biết chân lý vũ trụ. Nhưng không biết ai để mà hỏi. Không biết vị thầy nào đáng cho ông tin tưởng. Tìm đến để mà truyền cho ông chân lý của vũ trụ. Vậy ông làm sao? Ông sai thuộc cấp đem ra 1,000 con bò. Và có lẽ treo 20,000 Mỹ Kim trên sừng của mỗi con bò. Rồi đi khắp phố vườn cho mọi người thấy. Nói rằng vua Janak sẽ tặng tất cả những con bò này. Và tiền trên sàn của những con này cho bất cứ ai có thể truyền cho ông chân lý. Sự hiểu biết của vũ trụ. Tội nghiệp, ông phải đến chúng ta mới phải. Còn được giữ mấy con bò đó và tất cả số tiền 20,000 trên mỗi cái sừng, phải không? Hay có thể cho từ thiện, chúng ta không màng. Nhưng chúng ta sẽ không lấy con bò nào của ông. Mình ăn chay mà, phải không? Ok. Nhưng mới đầu ông chỉ muốn nói như là
Ngay cả người nào thắng tranh luận về kinh điển tâm linh, người đó được tất cả những con bò này, kể cả tiền nữa. Thế là nhiều nhà học giả, nghĩa là những người học thức, tụ họp nhau lại trong cung điện của nhà vua, ráng tranh hơn thua để mà lấy bò. Nó kéo dài một tháng, không có gì nhiều xảy ra. Nhà vua chán ngấy, không muốn nghe mấy thứ ba láp đó. Sau đó ông hứa, ok, 1,000 con bò nữa, tặng người nào cho ông chân trí huệ. Vì ông không hài lòng với cuộc bàn luận bò kia. Bàn luận bò đầu tiên. Rồi có một anh chàng, một nhà tu, một học giả. Tên là Yagyavakya, tên Ấn Độ. Ông là một học giả rất nổi danh và một nhà tu hành rất có tiếng. Ông có thể giải nghĩa tất cả kinh điển có thời bấy giờ, nhưng không thể truyền cho nhà vua Chân Trí Huệ. Dù ông biết hết tất cả kinh điển thời bấy giờ, ông vẫn không làm sao cho vua Chân Trí Huệ đó, chỉ biết từ sách vở thôi. Nhà vua muốn biết bất cứ kinh điển gì, sách vở gì, ông này biết liền, thậm chí còn thuộc trang mấy và nghĩa là như thế nào. Theo như từ điển, có lẽ vậy. Nhưng ông không làm sao cho nhà vua được sự hiểu biết thật sự bên trong đó. Ý nói thể nghiệm bên trong, trí huệ trực tiếp bên trong. Giống như quý vị có. Trời ơi, quý vị may mắn quá. Dạ. Thế là sao biết bao nhiêu bàn luận, sao bao nhiêu sự hiểu biết khô khan trong sách vở. Nhà vua vô cùng thất vọng, mệt mỏi, gần bỏ cuộc rồi. Nhưng ông vẫn ráng. Có lẽ ông thấy thiếu một người nào đó. Thế là ông cố gắng nữa. Ông ra lệnh cho quần thần xây một ngai vàng tuyệt đẹp bằng vàng, trát kim cương, hồng ngọc, đủ loại đá quý. Rồi tuyên bố mời tất cả những người thánh thiện, người nào có vẻ thánh thiện là ông mời hết vô trong triều. Ông tuyên bố với họ rằng người nào truyền được cho ông chân trí huệ sẽ được ngồi trên ngai vàng đó, và ông sẽ tặng hết vương quốc, không nề hà. Nhưng tất cả những người thánh thiện đều nói với vua rằng cái thứ chân trí huệ này muốn có thì phải học hành gian khổ, không như nước trái cây mà mình có thể pha theo ý mình rồi uống như vậy đâu. Thành ra không ai làm được gì hết. Và ngai vàng vẫn chưa có ai ngồi một thời gian như vậy cho tới một hôm, một ông khác, một hiền giả, một thánh nhân, tên là Atavaska. Sao cũng được. Trước sau gì mình cũng không hiểu, tên gì cũng được, đúng không? Rồi ông tới mặt mũi xấu, ơi là xấu. Nếu quý vị nghĩ sư phụ có gì xấu, thì hãy nhìn chàng này, lưng thì gù, mắt thì chột, không đi thẳng được, lại còn khập khiễng. Ngôn ngữ con người không thể tả được người này. Nhưng ông vào cung điện, lần mò bước thẳng đến ngai vàng, ngồi trên đó. Vì ông nghĩ, tuyên bố rằng ông có thể truyền trí huệ đó cho nhà vua. Chân trí huệ
And he explained. Ông giải thích cho tất cả mọi người, kể cả nhà vua và tất cả những người thánh thiện ở đó, rằng ông hổ thẹn với tất cả những nhân vật thánh thiện này là họ đã không truyền chân trí huệ cho vua được. Ôi, nhục nhã. Phải chỉnh lại. Ông ta sẽ chỉnh lại. Nhưng tất cả những người thánh thiện kia thấy ông, họ cười. Biết không, anh chàng kia mắt chợt, tướng mạo dơ giấy, quần áo hôi hám, gù lưng đi gặp khiển. Họ cười, ơi là cười. Ông nói với mấy người thánh thiện đang cười. Tôi tưởng cuộc họp này là của người thánh thiện. Nhưng thấy giống như những anh thờ sửa dài, các người nhìn thể xác mà không nhìn thấy linh hồn. Ông quở trách họ. Rồi quay sang nhà vua, ông nói, Ngài muốn có chân trí huệ không? Ngài có muốn chân trí huệ hay không? Nhà vua nói, dạ muốn, tôi muốn, thưa Ngài. Xin truyền cho tôi. So, nghe xong vị thánh gù nói, the hunchback said to him, but nhưng thưa hoàng thượng, your majesty, he doesn't call your majesty, he said my league. Không có gọi hoàng thượng, ông nói người tâm phúc của tôi. Nghĩa là gì? My buddy, my bạn hả? Bạn đồng sự. My league, yeah, it seems người like tâm phúc của tôi, giống như bạn thân của tôi hay gì đó. My friend, huh? Bạn tôi hả? Sách không có nói hoàng thượng hay gì cả. Được rồi, hỡi người tâm phúc của tôi, tuy nhiên vẫn phải trả một giá. Anh có cho không? Vua nói, tôi sẵn sàng cho ngài bất cứ gì trong khả năng của tôi. Nghĩa là ông ta có thể hiến cả vương quốc. Vị thánh hiền nói, tôi sẽ không đòi những gì ngoài khả năng của anh. Tôi chỉ muốn anh ba thứ. Okay. I want your mind. Tôi muốn tâm của anh. I want your body. Tôi muốn thân thể của anh. I want your wealth. Và tôi muốn sự giàu có của anh. À, không muốn nhiều đâu chứ cha. Just the wealth. Chỉ muốn sự giàu có, chỉ muốn thân thể và chỉ muốn tâm trí thôi. The King Janak. Vua Janak nghĩ một chút và nói, you can have them all. Ngài có thể lấy hết. Astavarakaraka, ông thánh gù lưng nói với nhà vua, to the king, I'm warning you. Ta báo anh hay, nghĩ là đi bạn tâm phúc. Yeah. So the king replied, lần này nhà vua mau mắn đáp, I have thought, ta đã nghĩ rồi. The sage asked, vị thánh hỏi nữa, anh có chắc chắn không? The king said, I am vua đáp, tôi chắc chắn. Listen, my league. Người gù nói nữa, nghe đây, bạn tâm phúc của tôi. You have given me, anh đã cho tôi thân thể của anh, đã cho tôi tâm trí của anh, đã cho tôi sự giàu có của anh. Bây giờ tôi làm chủ những cái này. Tôi ra lệnh anh ra ngồi chỗ đóng giày. Quý vị biết, khi vô đây, quý vị để giày bên ngoài. Đôi khi giày dép mùi rất là tuyệt vời. Nhất là thời xưa, hả? Người ta đi bộ đường rất xình lầy và phân bò lung tung. Này nọ, phân bò, quý vị biết ha? Ông nói anh ra ngoài kia ngồi với đống giày. Wow. Chào ơi, bỗng nhiên cả cuộc họp yên lặng. Mọi người thấy kỳ lạ quá. Nhà vua, trời ơi, cao nhất trong số những người cao trong nước. Bây giờ phải ngồi với giày. Nghĩa là thấp nhất trong những cái thấp. Sao có thể được? Họ nghĩ vua sẽ không bao giờ làm như vậy. Quý vị làm không? Quý vị nghĩ ổng làm không? Có hay không? Có hả? Ai có? Ai không? Có, giơ tay lên. Ai không? Giơ tay lên. Không. Ai không biết có, không biết không? Nhiều người. Thôi, cho nó an toàn thì mình cứ yên lặng hả? Trời ơi. Nhưng vua Janak đi và ngồi xuống với đám giày. Không một chút ngại ngùng.
Ông Gù Lân thấy nhà vua đã mất tính tự cao. Một chướng ngại lớn trong vấn đề phát triển tâm linh. Bây giờ ông vui rồi, thấy vua khiêm nhượng. Xong rồi, ông Gù Lân nói, sự giàu sang này là của ta, đừng có bám vào, đừng có làm gì với nó. Đừng có nghĩ về nó không còn là của anh nữa. Sự giàu có này là của ta hết. Khi vị thánh này đang nói sự giàu sang này là của ta, tâm trí nhà vua đôi khi nghĩ tới sự giàu sang, đôi khi nghĩ tới của cải khác của mình, đôi khi nghĩ tới vương quốc, đôi khi nghĩ tới địa vị của mình, tới tước vị, quyền lực của mình. Tất cả thoáng qua đầu óc của ông, kể cả con cái, vợ, họ hàng, thê thiếp ông thương, hay có thể mấy quan thái giám này nọ. Nhưng bỗng nhiên nghe xong lời nói của vị thánh này, đầu óc ông trở nên trầm tĩnh. Vì ông ngộ ra rằng tất cả những thứ này là vô dụng cho ông, đằng nào cũng không phải là của ông, thế là ông không nghĩ tới những cái này nữa. Ông trụ tâm và trở thành chính mình. Như một con quạ nghỉ chân trên tàu ngoài khơi, tâm không còn chỗ nào khác để đi ngoài trừ trở lại ngồi trên tàu. Nhà vua bắt buộc phải chặn đầu óc mình, không cho nó đi chỗ nào mà không phải thuộc về ông. Đó là mục đích của vị thánh nói rằng sự giàu có của anh là thuộc về tôi. Quý vị nghĩ vị thánh này muốn sự giàu có của nhà vua hả? Ông lấy làm gì hả? Ông có một mắt thôi, thấy một nửa thôi. Dù muốn có tất cả sự giàu có ấy, cũng chỉ thấy một nửa thôi, 50%. Chị hai nói giỡn. Thế là mục đích đã xong. Vua Janak đã trụ tâm. Và đầu óc lăng xăng của ông không còn đi lung tung, từ tài sản này sang tài sản kia, từ bà vợ này sang bà thiếp kia, vân vân, và con cái, đủ thứ. Ông ta hỏi vua, anh đang ở đâu? Vua đáp, tôi ở đây. Vậy nghĩa là sao? Câu hỏi và câu trả lời rất là hiển nhiên. Anh đang ở đâu? Ông hỏi vậy có ý gì? Cái tâm. Cái tâm có anh đang để chỗ nào? Tâm có anh đang đi đâu? Tâm có anh đang lang thang nhảy nhót ở chỗ nào? Anh đang nghĩ gì ngoại trừ giây phút này, hiểu không? Ông vua nói, tôi đang ở đây. Có phải ông nghĩ vị thánh kia mù không? Không thấy vua ngồi chỗ nào? Hả? Dạ không. Vua nghĩ ông thánh đó mù hay sao? Không. Không. Vậy vua trả lời tôi đây nghĩa là gì? Hả? Tâm tôi. Nói nghe, cô gái kia, cô nói gì? Thưa ông ta nói, tâm ông đang trong hiện tại, ngay chỗ đó. À, ông đang trong hiện tại, ngay chỗ này, không có lang thang chỗ khác, không có nghĩ gì, ngoài trừ hiện tại và chỗ hiện giờ. Ok, tốt. Vị thánh nói tiếp với vua rằng, tâm trí này là của ta, trí óc của anh là của ta. Thậm chí anh không có quyền nghĩ bằng trí óc, ngay cả mong muốn bằng trí óc cũng không được. Rất rõ ràng và nghiêm ngặt. Chứ ai mà nói vậy thì khổ thân thôi. Trí óc của vậy là của tôi, đừng nghĩ nhé. Đừng nghĩ bằng đầu óc, đừng muốn gì bằng đầu óc. Có dễ vậy không? Không. Không. Giá mà nó dễ hả? Ước gì ha? Nhưng ông ta làm được thật là lạ. It is really amazing that he could do that, huh? Okay. But probably. Nhưng có lẽ phải có một vị thầy như vậy, và phải có một tấm lòng thật sự thành tâm mong mỏi, chân trí huệ.
thì nhà vua mới làm được. Khi vua Janath tuân theo và kéo tất cả sức chú ý của ông từ bên ngoài, từ thân thể lên tuốt trên mắt, vị thánh với lực lượng tâm linh lập tức mở huệ nhãn của ông. Kết quả là linh hồn nhà vua lên cảnh giới cao. À, chúng ta ai cũng biết rồi ha. Lúc tâm ấn xảy ra như vậy. Nhưng chỉ lúc đó thôi, thời gian sau đó khó quá. Sư phụ không có đó, tâm ấn xong rồi là quý vị có khi trở về như cũ. Nhưng quý vị trở lại nữa, nữa và nữa, giống như mới đầu mình tập xe đạp. Mình té xuống đất, nhưng mình lại đứng dậy, leo lên xe đi nữa. Rồi một ngày nào đó mình lái được, lái xe đạp, không tai nạn gì nữa. Ok. Và ông Thánh gọi nữa, nhưng không trả lời, vì nhà vua đã chìm đắm trong chân trí huệ và niềm hỷ lạc bên trong. Giống như lúc truyền tâm ấn, hoặc là đôi khi quý vị thiền ở nhà hay trong lúc cộng tu, quý vị đi vào thật sâu, không nghe thấy gì bên ngoài nữa. Thân thể ngồi đó nhưng không thấy, không nghe, không cảm thấy gì hết. Đó là lúc nhập định. Lúc đó là vua đang nhập định. Ok, sau đó, vị thánh mang vua trở về thân thể. Nghĩa là vị thánh đó. Sau đó ông hỏi nhà vua, anh đã đạt được chân trí huệ mà anh yêu cầu chưa? Nhà vua nói, tôi đã đạt được rồi. Và nó vô cùng vĩ đại, huy hoàng và hỷ lạc hơn là tôi có thể tưởng tượng. Chà, chúng ta biết ha. Chúng ta biết lúc tâm ấn, không phải quý vị ai cũng được, nhưng đa số, người nào thành tâm và tập trung đều biết. Rồi. Vị Thánh nói với nhà vua, thật ra ta chẳng cần thân thể của anh. Tâm trí hay là sự giàu có của anh có thể lấy lại. Ta trả lại hết cho anh. Nhưng anh phải như một quản gia, hãy thay mặt tôi dùng mấy thứ này một cách khôn ngoan. Nhờ từ bỏ thế giới và của cải trần gian, anh đã được món quà chân trí huệ vô giá. Thánh từ của Thượng Đế. Từ nay trở đi, anh sẽ không còn ham hạnh phúc, giàu sang trong trần gian vô thường này. Nhưng anh sẽ chỉ ham tình thương Thượng Đế và niềm phúc lạc trong sự hiện diện của Ngài. Chà, cái đó mình biết rồi ha. Y như quý vị cảm thấy, đúng không? Tốt lắm, tốt. Cũng hay, sao một vị vua có thể kéo sự chú ý vào bên trong và nhận được sự biết tràn ngập sung sướng như vậy? Vì đa số nhà vua họ rất là kiêu mạn. Không phải vị vua nào cũng vậy, nhưng vì địa vị của họ, người ta hay vô quanh nịnh hót. Vì địa vị, quyền lực, ân huệ, đủ thứ. Hay là họ bu quanh làm khó chịu, xin cái này cái kia, bất cứ chuyện nhỏ nào. Thành ra tâm trí của nhà vua thường thường hay bị náo động. Nếu không kiêu mạn, ít nhất cũng náo động, bận rộn. Nhưng ông vua này chắc kiếp trước đã là thánh rồi. Và kiếp này, có lẽ ông thành tâm quá ao ước biết được Thượng Đế. Thế nên chuyện nó xảy ra. Hơn nữa, cũng nhờ một vị chân sư, sự có mặt của một vị chân sư đã giúp ông hướng sự chú ý vào trong, khỏi thế giới bên ngoài. Và nhờ vậy, ông đã được món quà chân trí huệ vô giá ấy. Nếu chúng ta ai cũng làm được như vậy thì không vấn đề gì. Sau này, trong nhiều chuyện khác, quý vị chưa nghe chuyện này đúng không? Chưa.
Chưa, ok. Sau này hay là trong mấy chuyện khác, cha nghĩ hồi trước có kể về vị vua Janath. Ông trở thành vị vua thánh thiện, vẫn làm vua nhưng mà là một vị vua thánh thiện, khai ngộ. Thấy chưa? Chị hai nói với vị nhiều lần là không cần từ bỏ vương quốc, con cái, thân quyến, hay địa vị, quyền lực, công việc hay là bất cứ gì để tới và theo chị hai. Tại vì sư phụ cô vị ở bên trong quý vị. Thật ra, quý vị không có theo chị hai, mà quý vị theo tự tánh của quý vị, theo bản lai vĩ đại của quý vị, tự tánh đầy trí huệ của quý vị, trí huệ của quý vị, chân não quý vị. Quý vị đang theo cái đó đó, hiểu không? Trong khi đó, thì có một cô gái ngồi đây nói nhiều, kể chuyện, thì sao không đến nghe? Cho nó qua thời giờ, đúng không? Rồi ăn bánh. Vui hả? Thành ra quý vị thật ra đâu có theo người nào. I'm showing you the path. Cha chỉ cho quý vị thấy con đường để mà làm chủ của chính mình. Vậy là quý vị đang theo chính mình. Ngày nào đó quý vị sẽ biết tất cả, đúng không? Thì đó là con đường Quán Âm. Bởi vậy quý vị mới thích rất nhiều. Vì quý vị thấy mình càng ngày càng gần với chính mình. Đó là một phần của Thượng Đế, một thể với Thượng Đế. Một thể với Thượng Đế. Không cần phải ở đẳng cấp thứ năm. Cũng có thể ở đẳng cấp thứ tư và quý vị vẫn cảm thấy một thể với Thượng Đế khi ở đó. Quý vị không cảm thấy có gì thiếu thốn hay là chia cách. Một khi khai ngộ, quý vị cảm thấy ngày càng gần, gần như là luôn luôn một thể với Thượng Đế, ngay cả tinh cầu vật chất này. Đôi khi mình quên, đôi khi mình trượt chân. Đôi khi hoàn cảnh bên ngoài nó cứ quấy rầy mình, cản trở mình, gây trở ngại cho mình, muốn làm mình phân tâm này nọ, rồi mình quên đi một thời gian, nhưng không lâu đâu, không có quên luôn như hồi xưa. Bây giờ mình biết chân lý rồi, mình tiếp tục con đường đó, và mỗi ngày mình cảm thấy sung sướng vì mình biết mình càng ngày càng gần Thượng Đế. Đó là cái làm cho mình vui, đó là cái khiến cho quý vị tới đây gặp cùng người đó. Gặp cô gái cũng có cùng vấn đề như quý vị, nói cùng những gì mà quý vị đang nghĩ tới, đọc cùng câu chuyện mà quý vị cũng thích đọc, ăn cùng cái bánh mà quý vị cũng muốn ăn, và uống cùng rượu sâm banh thuần chai mà quý vị cũng muốn uống. Vậy là chúng ta cùng thuyền, phải không? Chúng ta có cùng mục đích, cùng nguyện vọng. Vì vậy quý vị mới thích tới gặp chị hai. Hai bên gặp nhau nữa, ngồi dưới sàn như vậy bàn tòa mệt quá. Cả ngày 24 tiếng, thỉnh thoảng mới được xả hơi một chút. Cũng may là có bánh và đồ ăn, nếu không chắc quý vị chết mất. Sau mấy ngày quý vị có chết không? Không, không. Dạ không. Chúng ta còn có thể ngồi mấy ngày không ăn. Có thể uống một chút hay là không uống. Mình cũng có thể làm như vậy. Có lẽ ngày nào đó cha sẽ bắt quý vị làm như vậy. Cho vui. Dạ. Sao không? Nhưng ăn hay không ăn không thành vấn đề lắm. Có điều đừng ăn nhiều như chị hai, không chui lọt vào quần áo ếch em. Nhưng quý vị có thể ăn gì đó, đã ăn cả đời rồi, sao không cho cơ thể vui một chút? Không có hại chi, ăn một chút thôi rồi ngồi thiền. Đó cũng là một thứ nghỉ ngơi. Tại vì mình ngồi suốt ngày cũng có thể bị bọt bẻ vậy thôi. Nhưng nếu nhập định, thật ra quý vị không cảm thấy cần ăn nhiều. Chị hai chỉ lo quý vị ngồi nhập định lâu quá. Chị hai phải xách quý vị từng người một ra phi trường. Biết làm sao với mấy người to tướng này. Nếu quý vị nhỏ như con nít, có thể chị hai còn làm được. Mà đông như thế này, một mình chị hai làm sao mà xách được. Ví dụ vậy. Coi nè. Không phải một người thôi mà cả đồ đạc. Bên dưới bả còn cả một vương quốc loại khác. Cho nên quý vị thấy đó, ngay cả vua cũng từ bỏ vương quốc vì kho tàng vô giá này. Vì thật ra chắc ông cũng có trí huệ trước đó rồi, hiểu không? Phải có gì đó bên trong mới biết được là cái mình muốn là cái gì, phải không? Nếu cả đời quý vị chưa bao giờ thấy một cô gái đẹp, thì làm sao quý vị tưởng tượng được một cô gái đẹp?
Hay cô gái nào mà quý vị muốn, đúng không? Giả sử quý vị sinh ra trên một hải đảo chỉ có một đàn ông. Quý vị tưởng tượng được con gái là như thế nào không? Không thể được. Vì Adam không tưởng tượng được nên Thượng Đế phải làm một cô gái cho ông. Có lẽ mới đầu Ngài làm Adam thôi và nói, nhìn này, ngươi không sao đâu, ngươi ok. Ngươi sống một mình ok. Và sau đó Adam cảm thấy cô đơn. Có lẽ ông muốn cái gì đó khác với chính ông một chút. Tương tự nhưng khác. Một cái gì đó hấp dẫn. Khác với ông ta hấp dẫn hơn. Hay là cái gì đó dấy động kích thích tố adrenaline trong người ông. Cái gì đó hồi hộp làm đời sống tràn trề. Rồi Thượng Đế nói, hãy tưởng tượng một cái gì. Nhất thiết vì tâm tạo. Có lẽ Thượng Đế nói ổng như vậy, nhưng ổng chán quá, không bao giờ thấy một người đàn bà cả đời. Suốt cuộc đời thì làm sao tưởng tượng được, phải không? Ổng không thể tưởng tượng một người đàn ông nữa giống ổng, vì ổng đã chán với chính mình rồi. Sao lại muốn người bạn nữa giống vậy? Ngày nào cũng mặt đối mặt, giống như soi gương. Thì dĩ nhiên, ông không thể nào tưởng tượng một người đàn ông nữa muốn có một cái gì khác. Không thể tưởng tượng một người đàn bà vì không bao giờ ông thấy. Nên Thượng Đế phải tạo ra cho ông. Thử tưởng tượng cái gì Thượng Đế cũng phải làm. Thành ra chúng ta thật tình phải lệ thuộc vào Thượng Đế, một phần của chính mình. Không thể làm hết được, đúng không? Ngay cả Adam, người đầu tiên sinh ra, đầu tiên trong sạch, bất khuất. Quan niệm không một vết nhơ trực tiếp từ Thượng Đế, mà vẫn không thể tưởng tượng cái mà ổng không thấy. Cho nên chúng ta không thể tưởng tượng thiên đàng. Nếu chúng ta không thấy thiên đàng qua sự hiểu biết vật chất của mình, thành ra Pháp Quán Âm là để bắt đầu cho khoảng trống này, cho quý vị thấy trước, rồi sau đó quý vị mới có thể tiếp tục tưởng tượng nữa hay là hưởng thụ. Ok, đó. Chuyện này hay. Có câu hỏi gì không? Không. Như thường lệ. Rồi quý vị về nhà đánh mình, đáng lẽ mình phải hỏi câu này. Sao mình không hỏi? Nhé, quá. Ok, quý vị thích thì tốt. Ok, tốt. Cái gì vui ha? Do chứ quý vị. Mọi người vui vẻ. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn hả? Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn quý vị trung thành bao nhiêu năm nay. Hoàn toàn ủng hộ. Rất kiên trì. Nhìn quý vị kìa. Ai cũng hoa râm rồi. Từ hồi nào vậy? Trời ơi, thời gian trôi mau quá, đúng không? Đôi khi nhìn quý vị chỉ hay nghĩ tới mình. Mình cũng sắp sửa già giống họ, vì khi mới biết họ, hai bên cùng trẻ giống nhau, tuổi nào ná. Thấy tóc họ hoa râm chà nói, ồ, mình đó. Không thể tránh được. Quý vị là tấm gương. Quý vị có sao không? Vẫn già và nói tiếng hả? Vẫn còn ở Nam Dương. Dạ, tăng gia ba qua lại. Chưa cha, hai người này lấy nhau lâu rồi. Họ sống với nhau bất chấp mọi khó khăn. Chúng tôi biết nhau lâu rồi. Có người đến, người đi, mà họ vẫn bám chị hai. Khi tới đây, họ vẫn bám chị hai. Và bám nhau, đó mới là vấn đề. Không thể tin nổi một tình nghĩa như vậy. Khi họ mới tới đây, quý vị biết họ làm gì không? Chị hai thấy họ ngồi bên ngoài trước cửa chị hai, mặt nhìn mặt. Giống như là cả đời gặp nhau chưa đủ. Ngồi giống như hai con rắn hổ mang như vậy. Chưa cha. Còn những người khác quý vị than phiền, ly thân, ly dị. Họ không làm chuyện đó. Cha nghĩ họ dính nhau bằng một loại cao su đặc biệt. Hả? Cao su ít em. Keo ít em. Keo thượng hạng hả? Keo tối thượng, đúng không? Sư phụ bất chấp mọi khó khăn. À, thật tình bất chấp mọi khó khăn. Quý vị khá hơn không? Ý nói tiến bộ không? Dạ. Về tài chính này kia. Dạ, ok. Hả? Ok. So với nói chuyện ok.
So với bạn của dì, một số bạn của dì hả? Dạ. Dạ, chúng con có chuyện Thành Kỳ và chị hai biết vì quý vị tin vào Thành Kỳ. Dạ. Nếu quý vị tin Thượng Đế, sự việc sẽ xảy ra. Tự nhiên xảy ra. Sẽ xảy ra, luôn luôn xảy ra, luôn luôn. Rất tiếc là một số người đã có món quà đó mà lãng phí vậy thôi. Nhưng nếu quý vị không lãng phí, nó sẽ ngày càng lớn. Từ kho tàng này đến kho tàng kia. Đó chỉ là nói về vật chất. Quý vị chưa biết những gì đang chờ đợi. Có biết một chút nhưng không biết hết. Thấy một chút thiên đàng thôi. Nhưng chào ơi, quý vị mà biết hết. Nếu mà quý vị biết được những gì thật sự đang chờ mình thì chắc chắn quý vị chỉ muốn chết. Để mà mau mau lấy được. Tại sao đợi? Vậy đó. Bởi vậy mà Thượng Đế không cho quý vị nhiều quá. Tại vì nếu quý vị thật sự biết thiên đàng, biết tất cả về thiên đàng và những gì đang chờ đợi mình sau khi tâm ấn, trời ơi, quý vị sẽ không muốn làm gì nữa. Nhưng vẫn phải làm, đúng không? Vẫn phải giúp anh em mình ở tinh cầu này. Giúp thú vật, cây cối và cả địa cầu này nọ. Bởi vậy mà chúng ta vẫn còn đây. Chỉ lấy chút đỉnh tiền lời. Mỗi lần một chút từ nhà băng vừa đủ để sống. Tổng số tiền bỏ nhà băng vẫn còn đó. Cổ quý vị hết, hiểu không? Ok, tốt. Chị hai thương quý vị và đợi quý vị một hồi. Cảm ơn sư phụ. Hẹn gặp. Cảm ơn quý vị. Không sao, đứng lên không có tệ quá đâu. Chị hai hít vô. Gặp quý vị sau nha. Thương quý vị nhiều lắm. Chị hai thương quý vị. Sẽ gặp lại. Ok. Chào. Chào. Không đủ người sô-cô-la. Quý vị làm việc chăm chỉ hơn. Ok. Dạ. Họ trong nhạt nhạt quá. Họ trông nhạt nhạt quá. Tất cả những người sô-cô-la có tôi đâu? Đây, chỉ có một ở đây, một ở kia.